sự tích Quan Âm Hương Tích. Đức Quan Âm Hương Tích cư trú ở núi Hương Tích bên bờ biển Nam Hải. Ngài thường thường có mặt ở miền Duyên Hải Việt Nam để cứu độ mọi người. Xuất thân là một cô công chúa tên là Diệu Thiện, nên Ngài cũng được gọi là Quan Âm Diệu Thiện. Công chúa không phải là người Việt, mà là người nước Hưng Lâm, phía đông Thiên Trúc. Công chúa có hai người chị, chị đầu tên là Diệu Thanh, chị kế tên là Diệu Âm. Ba chị em đều là những người thông minh, hiền lành và có hiếu với cha mẹ. Vua Diệu Trang và Hoàng hậu không có con trai, nên rất cưng quý ba cô công chúa này. Không có hoàng tử để nối nghiệp, vua định tìm phò mã cho ba cô công chúa, nghĩ rằng sau này sẽ chọn một trong ba người để trao quyền ngôi báo. Hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm tuy đã đi lấy chồng, nhưng vì cung phủ của họ rất gần, cho nên thỉnh thoảng vẫn còn đến thăm mẹ và em gái. Công chúa Diệu Thiện đẹp lắm, tóc nàng như mây, da nàng như tuyết, miệng nàng như sen. Vì là công chúa thứ ba nên nàng thường được dân chúng gọi là chú ba. Chú ba không ưa ở cả ngày trong cung điện. Nàng thường xin phép vua và hoàng hậu đi ra ngoài để tiếp xúc với dân chúng và xem thần dân của cha nàng sinh sống ra sao và cuộc đời của họ có những vui khổ nào. Vì vậy, chú ba biết được nhiều khía cạnh của cuộc sống nhân giả. Nàng thấy được tình trạng nghèo đói, bệnh tật và bất công trong xã hội. Cũng như Bụt Thích Ca ngày xưa, chú ba thao thức muốn làm được một cái gì để cho cuộc đời bớt khổ. Từ thuở còn ấu thơ, nàng đã biết thương người. Một hôm đi chơi ngoài cửa thành với hai chị, Diệu Thiện đã bảo quân hầu đem hết phần bánh và xôi của mình mà phân phát cho các đứa trẻ đói bên đường. Năm đó Diệu Thiện mới có 7 tuổi. Chính Diệu Thiện đã chạy tới và tự đưa nắm xôi trên tay của mình cho một em bé gái cùng tuổi, áo quần rách rưới và tay chân teo lại vì thiếu ăn. Có lần chính mắt Diệu Thiện trông thấy một thiếu phụ với đứa hài nhi của bà trong tay vừa đi lang thang ngoài đường vừa khóc. Đứa bé đã chết vì thiếu thức ăn và thuốc men. Từ đó, mỗi lần được phép đi ra cửa thành chơi, Diệu Thiện thường lén đem theo thóc lúa và giải bô trong kho để chia tặng cho những gia đình nghèo khổ. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm bao giờ cũng chiều em và không khi nào mách lại điều đó với vua và hoàng hậu. Người lính hầu đánh xe ngựa cho ba chị em đi chơi cũng không bao giờ dám thóc mách. Từ ngày hai chị lớn lên và đi lấy chồng, Diệu Thiện không còn được phép đi ra ngoài thành nữa. Nhưng trong trí nàng, cảnh tượng nghèo khổ và bệnh tật của dân chúng vẫn còn in rõ. Công chúa tự nhủ, sau này trở thành người lớn, sẽ cố gắng làm mọi cách để giúp nước, giúp dân. Từ mấy năm nay, ngoài thì giờ học hành và thêu may, công chúa chỉ biết thơ thẩn một mình trong hoa viên. Vườn Thượng Nguyễn là nơi công chúa hay đến dạo chơi và ngồi trầm tư, tìm cách cứu khổ cho đời. Năm chú ba được tròn 19 tuổi, vua và hoàng hậu muốn tìm người để lập phò mã thứ ba. Một hôm, vua gọi công chúa vào và bảo: "Con đã đến tuổi lấy chồng, trong triều có nhiều vị quan văn và quan võ còn trẻ tuổi. Con thấy có ai ưng ý thì cứ cho ta biết, ta sẽ chọn người đó." Chú ba đã từng suy nghĩ về điều này rồi. Nàng quỳ xuống tâu với vua: "Con xin phép phụ hoàng cho con xuất gia đi tu, con không muốn lấy chồng." Chú ba đã nói lên được điều nàng ấp ủ trong lòng từ lâu. Chú biết thế nào là đời sống của một cô công chúa có chồng. Hai chị Diệu Thanh và Diệu Âm từ ngày lấy chồng đã trở nên rất bận rộn. Mỗi lần đến thăm nàng, họ chỉ ở lại được nhiều lắm là một khắc. Và chị em không còn có cơ hội cười đùa và dạo chơi trong vườn Thượng Nguyễn như ngày xưa. Cả ba chị em gần đây đã không còn tiếp xúc được với cuộc sống của dân chúng bên ngoài nữa. Chú ba không để ý tới việc chồng con, nàng chỉ nghĩ tới việc cứu người và giúp đời.
nàng nghĩ rằng đi lấy chồng, tức là tự giam mình vào trong một thế giới nhỏ hẹp. Nàng nhớ hồi nhỏ, có lần ra khỏi nội thành, nàng gặp một sư cô đang chăm sóc và rửa ghẻ cho mấy đứa trẻ em. Nàng nghĩ nếu đi tu làm sư cô thì nàng cũng sẽ có thể gần gũi được những người đau khổ để giúp họ. Vì vậy Diệu Thiện đã tâu với vua là nàng muốn đi tu. Nghe cô con gái đòi đi tu, vua giật mình. Vua không hiểu được chú ba. Vua thường bận rộn việc triều đình, cho nên ít có thời giờ gần gũi các con. Vua cho là công chúa sinh chứng. Vua bảo Diệu Thiện, cuộc đời của người tu hành cực khổ lắm, con không chịu đựng được đâu. Cuộc đời vua chúa là cuộc đời sung sướng nhất, trong khi cuộc đời của con người tu hành là cuộc đời khổ cực nhất. Con là con vua, tại sao lại nghĩ đến chuyện tu hành? Con nên nghĩ lại và vâng lời cha. Chú ba vẫn quỳ dưới gối vua. Chúa thông thả trình bày cho vua nghe tất cả nỗi lòng của chúa. Nhưng vua vẫn không hiểu được Diệu Thiện. Vua cho là con gái cứng đầu. Xưa nay chưa có ai dám trái lời vua như công chúa. Vua nổi cơn lôi đình, đòi đem công chúa ra chém đầu. Hoàng hậu khóc lại mãi vua mới tha. Theo lời khuyên của hoàng hậu, vua đẩy công chúa ra giường thượng nguyễn, không cho công chúa sống trong cung điện nữa. Vua nghĩ rằng sau một vài ngày sống trong cảnh màn trời chiếu đất, công chúa sẽ bỏ ý định xuất gia. Mỗi ngày một lần, quân hầu đem ra cho công chúa một bát cơm và một đĩa muối mè, thức ăn phổ thông của các chùa chiền trong nước. Sau một tháng sống ở ngự viên, chú ba vẫn không bỏ ý định xuất gia. Nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn cả ở trong cung điện. Nàng tập ngồi thiền và đi thiền. Nàng học sử dụng cuốc, xẻng và cào để chăm bón các khóm hoa và các bụi trúc. Nàng ăn cơm với muối mè rất ngon miệng. Hoàng hậu và hai chị có tới thăm và khuyên nhủ nàng bỏ ý định xuất gia, nhưng tâm nguyện nàng vẫn không hề suy chuyển. Thấy giải pháp đầy rắp dần qua không có hiệu quả, vua tìm giải pháp khác. Vua cho phép thứ ba đi tập sự xuất gia tại chùa Chủ Đoài ở Kinh Đô và mật lệnh cho hòa thượng trụ trì chùa phải bắt chú ba làm việc rất nặng nhọc để nàng thối chí. Được vua cho đi tu, chú ba mừng rỡ. Nàng được thọ giới tại chùa Vũ Đoài làm sư cô. Chùa lớn lắm, có cả mấy trăm thầy và sư cô. Chú ba được ở chung với các sư cô bên ni viện. Chúa phải thức dậy lúc 3 giờ sáng và phải chấp tác từ 3 giờ sáng đến 11 giờ khuya. Phải gánh nước, giã gạo, trồng khoai, nấu bếp và rửa chén. Công việc giao cho Diệu Thiện là công việc của 3 hay 4 người. Các sư cô có lệnh không ai được giúp đỡ chú ba. Ngoài công việc chấp tác, Diệu Thiện còn phải học kinh và bái sám nữa. Nào kinh Lăng Nghiêm, nào luật Sa Di, nào luận Khởi Tính. Công chúa tìm ra được cách vừa lặt rau vừa học bài, vừa cuốc đất vừa ôn kinh. Có mấy sư cô trẻ thấy chú ba làm việc nặng quá nên đã sinh lòng thương cảm. Họ lén lút giúp chú ba. Khi chú ba ra giếng gánh nước, ở nhà họ vo gạo và rửa rau cho chúa. Khi trở lại giếng nước, chú ba đã thấy có 2 thùng nước đầy sẵn chỉ việc gánh về. Trong chùa người ta đồn là đã có rồng tới lấy nước giúp chúa và có chim tới lặt rau thay chúa. Tuy làm việc suốt ngày, nhưng chú ba vẫn học thuộc kinh luận như mọi người, có khi lại thông hiểu kinh luận hơn mọi người là khác. 6 tháng trôi qua, không thấy công chúa nản lòng, vua lại nổi trận lôi đình. Vua cho là hòa thượng trụ trì đã không tuân lệnh vua và đã dung túng công chúa. Vua truyền lệnh đốt chùa. Vào một đêm không trăng sao, lúc chư tăng chùa Chủ Đoài còn trong giờ chỉ tịnh, lính nhà vua tới bao vây chùa rồi phóng hỏa đốt chùa. Ngọn lửa bốc cao, tiếng người la ơi ới. Sư cô Diệu Thiện được một bạn đồng tu cho biết
là lính của vua đã được lệnh tới đốt chùa. Sư cô chạy ra thì thấy lửa đã cháy lan tới tăng đường. Lính tráng vây quanh không cho tăng ni chạy thoát. Họ được lệnh đốt chùa và đốt luôn cả mấy trăm tăng ni, trong đó có cả sư cô Diệu Thiện. Sư cô Diệu Thiện rơi nước mắt, nghĩ rằng vì mình mà tất cả tăng ni trong chùa đều sẽ bị chết oan. Sư cô chắp tay lại thành búp sen, tập trung tâm ý và cầu cứu tới chư Bụt và chư Bồ Tát mười phương. Rồi sư cô cắn ngón tay út cho chảy máu và rảy giọt máu vào trong lửa. Đột nhiên trên trời có tiếng sấm động và mưa bắt đầu trút xuống ào ào. Lửa tắt, quân lính nhà vua cũng bị ướt, họ rút về. Sáng ngày hôm sau, họ tâu lại tự sự với vua. Vua tức giận tức cực điểm, vua truyền lệnh bắt lấy chúa ba và đem chém nghi vào tối đêm hôm ấy tại pháp trường ở ngoại thành. Hoàng hậu gian sinh đến cách mấy, vua cũng không bớt giận. Hai công chúa Diệu Âm và Diệu Thanh quỳ dưới chân vua mà khóc lóc, vua cũng không đổi ý. Dân chúng xôn xao. Tối hôm đó, hàng chục ngàn người kéo nhau tới pháp trường để cầu nguyện cho chúa ba. Vua Diệu Trang đích thân tới pháp trường để chứng kiến cái chết của cô công chúa mà vua cho là bất trung và bất hiếu. Đèn đuốc sáng trưng, sư cô Diệu Thiện hai tay bị trói đằng sau lưng, được hai tên lính điệu ra giữa pháp trường. Sư cô thản nhiên niệm Bụt cầu cho vua cha thoát khỏi nghiệp báo. Dân chúng vòng trong vòng ngoài kêu khóc như ri. Đã đến giờ xử trảm, sau lệnh của trảm quan, ba hồi trống nổi lên dõng dạc. Chú ba đang quỳ giữa pháp trường, đầu cúi xuống, cổ đưa ra đón chờ lưỡi dao của người đau phủ giữ lại đang đứng một bên. Hồi trống thứ ba vừa chấm dứt, đau phủ thủ vừa đưa chiếc dao sáng loáng lên cao thì một trận cuồng phong thổi tới làm tắt hết đèn đuốc ở pháp trường. Một con bạch hổ ở đâu phóng tới và gầm lên làm mọi người kinh hãi lùi lại. Đau phủ thủ tối tăm cả mặt mày, lưỡi trảm đao của ông ta rơi xuống đất nghe ken một cái. Khi đèn đuốc được thắp trở lại thì người ta không còn thấy sư cô Diệu Thiện ở đâu nữa. Ai cũng nói rằng cọp trắng đã nhảy vào và mang công chúa đi rồi. Bạch hổ mang chú ba vào rừng, lên núi rồi đi xa, rất xa, vượt biên giới nước Hương Lâm và đi lên miền cao nguyên của một nước lạ. Tới một dãy núi kia, cọp đặt công chúa nằm xuống ở một cội cây rồi bỏ đi. Sư cô được hai tên quỷ sứ dẫn đi coi các cửa ngục dưới âm phủ và chứng kiến những hình phạt của các tội nhân. Những người này hồi còn sống trên dương gian đã làm nên nhiều tội ác, nên nay xuống âm phủ bị quỷ sứ hành hình. Người nói dối thì bị kéo lưỡi, người sát nhân thì bị liệm vào rừng gươm giáo, người bất hiếu bị đội dòng lửa, người ích kỷ bị nhốt suốt ngày đêm trong một căn phòng u tối, người chế tạo buôn bán võ khí bị ôm những viên pháo nổ cho tan xương và nát thịt, người tham lam bị buộc phải ăn những viên sắt nung đỏ, người tàn nhẫn bị ôm những cục đồng nóng bỏng, da thịt họ cháy xém làm bay lên một mùi khét lẹt. Sư cô Diệu Thiện nghĩ là mình đã chết và hiện hai tên quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đang đưa mình tới một nơi nào dưới âm phủ. Tất cả những tên quỷ sứ dưới địa ngục đều có vẻ tàn ác, riêng hai tên quỷ sứ dẫn nàng đi thì lại rất lễ phép. Sư cô lên tiếng hỏi chúng để xem chúng đang dẫn sư cô đi đâu. Một tên trả lời: bạch sư cô chưa chết đâu. Vua Diêm Vương muốn mời sư cô xuống thăm cõi âm cho biết và luôn dịp để vua được gặp gỡ sư cô. Chúng con đang đưa sư cô đến gặp ngài. Một lát sau, sư cô Diệu Thiện vào đến cung điện thâm nghiêm của Diêm Chúa. Ở đây mọi người đều lễ phép.
Diêm Chúa tự thân ra cổng điện để đón sư cô vào. Ông cũng biết chắp tay thành búp sen để chào Diệu Thiện. Vua Cõi Âm mời sư cô uống trà sen, rồi triền quân hầu đem lên dâng một trái đào. Trái đào được đặt trên một chiếc khay bằng ngọc. Vua ân cần mời sư cô ăn đào, nói rằng đó là một trái đào tiên, ăn vào thì phục hồi được sức khỏe. Vua hỏi thăm sư cô Diệu Thiện để biết sư cô đã được đi xem qua những cảnh tượng địa ngục chưa. Nghe vua hỏi, Diệu Thiện nhớ lại tất cả những cảnh tượng đau thương và hãi hùng mà sư cô vừa thấy. Sư cô chắp tay nhắm đôi mắt lại và phát nguyện cứu độ cho mọi loài. Định lực của sư cô rất mạnh, tâm niệm của sư cô rất thành. Năng lượng ấy đã khiến cho thế giới địa ngục rúng động, tiếng kêu thương của chúng sanh tự nhiên bật đứt. Diêm Chúa chắp tay lại khen ngợi: đức từ bi của Ngài thật rộng lớn và mầu nhiệm. Những cảnh khổ dưới địa ngục đã giảm bớt rất nhiều nhờ tâm lực của Ngài. Thôi, quả nhân không dám giữ Ngài lại lâu. Xin cho người đưa Ngài trở về dương thế. Quả nhân tin chắc rằng Ngài sẽ tu hành rất tinh tiến và sẽ thành đạo ngay nội trong kiếp này. Nói xong, vua bảo hai tên quỷ sứ đưa chú Ba về trần. Nhìn lại, sư cô Diệu Thiện thấy hai tên quỷ sứ không còn mang đầu trâu mặt ngựa nữa. Họ đã biến thành những người thường, mặt mũi hiền lành. Họ đưa sư cô vượt qua 10 cửa ngục. Tất cả những cảnh tượng não lòng mà sư cô từng thấy trước đây đã hoàn toàn biến mất. Địa ngục đã trở nên một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Tới một cây cầu bắc ngang qua sông, hai người lính hầu chắp tay thưa với sư cô rằng bên kia sông là Dương Trần và sư cô chỉ cần vượt qua cầu là tới. Họ được lệnh không được sang bên kia bờ. Sư cô cảm ơn hai người rồi nhẹ bước lên cầu. Tới giữa cầu nhìn xuống nước, sư cô thấy nước chảy xiết quá, chóng mặt. Sư cô sẩy chân rơi xuống sông. Vừa lúc ấy thì sư cô tỉnh dậy. Sư cô Diệu Thiện tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên núi trong một bóng cây, hai tay bị trói sau lưng. Sư cô nhớ lại những gì đã xảy ra cho mình. Lính của vua cha tới đốt chùa, mình bị vua cha đem ra xử chém. Cọp trắng nhiễm vào pháp trường mang mình đi. Mình ngất đi trên lưng cọp. Rồi mình nằm mơ thấy xuống thăm Cõi Âm. Đây là đâu? Sư cô Diệu Thiện tự hỏi. Có thể là cọp trắng đã đem mình lên đây. Sư cô cảm thấy dây trói hai tay mình rất lỏng lẻo. Không nỡ để sư cô bị đau, người lính đã chí quấn dây hai cổ tay sư cô cho có lệ. Lần gỡ một hồi, sư cô Diệu Thiện tháo được tay ra. Vừa lúc ấy có nhạc ngựa văng vẳng, sư cô vừa đứng được dậy thì trước mặt xuất hiện một người trai trẻ, dung mạo khôi ngô, tay cầm cương ngựa, theo sau là một con ngựa hồng. Người đó hỏi thăm sư cô là ai, tại sao lại đứng một mình trên chốn núi non quạnh quẽ này. Sư cô Diệu Thiện kể cho người kia nghe về thân thế mình. Người trai trẻ nói cho sư cô biết là hiện sư cô đang ở trong địa phận nước Đại Việt, trên dãy núi Tam Đảo. Người đang nói chuyện với công chúa là hoàng tử nước Đại Việt, tên là Lý Phật Mã, đang một mình một ngựa dạo chơi những nơi non nước thanh tú của quê hương chàng. Nghe chuyện sư cô, hoàng tử rất lấy làm thương cảm. Tuy đã xuất gia và ăn mặc nâu sòng, sư cô vẫn đẹp như hồ sen một buổi sớm mai. Hoàng tử đề nghị sư cô trở về với đời sống tại gia và hứa là nếu sư cô đồng ý, chàng sẽ cầu hôn với công chúa. Chàng nói rằng nếu công chúa bằng lòng, chàng sẽ đưa công chúa về thành Thăng Long để trình với phụ vương làm vua Lý Thái Tổ. Sư cô Diệu Thiện thưa với hoàng tử Đại Việt là sư cô đã nhất quyết muốn sống cuộc đời xuất gia rồi. Thái tử Phật Mã cũng là người Phật tử nên hiểu ngay và rất kính trọng chí nguyện xuất gia của sư cô.
Chàng nói: "Vậy thì xin sư cô ở lại nước Đại Việt mà tu hành cho tới khi thành đạo, đừng có trở về bên quý quốc mà gặp hiểm nguy. Cách đây chừng mấy ngày đường, có một động đá rất đẹp, gọi là động Hương Tích. Nếu sư cô bằng lòng, tôi sẽ đưa sư cô về đó để mà ẩn tu. Động Hương Tích thuộc về địa phận làng Dục Khê, ở phủ Mỹ Đức, tỉnh Hà Đông. Tôi đã tới đây 2 lần, và thấy chúng đó là một nơi tu hành rất thuận lợi." Thái tử Phật Mã nhường ngựa cho sư cô Diệu Thiện ngồi. Chàng cầm cương dắt ngựa đi mãi, đi mãi. 3 ngày sau thì tới được sơn phận làng Dục Khê. Tới đây, thái tử buộc ngựa, thuê một chiếc thuyền nan, rồi mời sư cô Diệu Thiện xuống thuyền. Chàng tự tay chèo thuyền đưa sư cô đi. Con sông chảy quanh co giữa 2 bờ núi, cảnh tượng thật là màu nhiệm. Từ màu trời, sắc nước cho đến hình cỏ bóng cây, nơi nào cũng đẹp. Thái tử chỉ cho sư cô Diệu Thiện xem một ngọn núi trông giống như một con voi phục. Sư cô Diệu Thiện thấy như voi đang đưa cái vòi của nó chúc xuống ruộng lúa. Bên đầu voi rõ ràng là một cái tai voi. Lên bờ, thái tử đưa sư cô leo núi đi lên động Hương Tích. 2 người trèo tới xế chiều thì vào tới cửa động. Tới đây, thái tử xin phép trở về sớm Dục Khê kẻo trời tối. Sáng mai, chàng phải lấy ngựa về kinh đô cho kịp giờ hẹn với phụ vương. Tìm được nơi thuận lợi để tu hành, sư cô Diệu Thiện mừng lắm. Tại động Hương Tích này, sư cô có nơi tụng kinh, nơi ngồi thiền, nơi nằm ngủ, nơi giặt áo, nơi trồng rau. Trong thời gian tu học tại chùa Vũ Đoài, sư cô đã học được rất nhiều điều mà sư cô có thể đem ra ứng dụng. Thực phẩm của sư cô là trái cây, rau lá và khoai củ đào được. Trong những tháng đầu, sư cô không được ăn một hạt ngũ cốc nào. Sau đó, có một bác điều phu lên núi đống củi đã khám phá ra sự có mặt của sư cô. Bác đem cúng dường một ít gạo để thỉnh thoảng sư cô nấu cơm. Sư cô tu hành rất tinh tiến. Trong lúc sư cô ngồi thiền, chim và vượn thường tìm đến gần. Chim và vượn thường kêu hót vang rừng, nhưng mỗi khi kéo tới gần sư cô thì chúng im lặng. Có khi chúng hái các loại trái cây đem để trước mặt sư cô. Nhiều khi xuất định thấy trái cây để sẵn trước mặt, sư cô mỉm cười. Chim và vượn trong rừng chẳng mấy lúc đều đã trở thành bạn thân của sư cô Diệu Thiện. Có khi ngoài trái cây trong rừng, chúng còn hái đem tới cho sư cô nhiều thứ hoa lá kỳ lạ và thơm tho nữa. Tu hành được khoảng 4 năm, trí tuệ của sư cô Diệu Thiện bỗng nhiên bừng tỏa. Sư cô đã thấy được đạo. Ngồi ở trong động, sư cô có thể nghe được tiếng kêu khóc của mọi loài trên thế giới. Ngồi ở trong động, sư cô có thể thấy được cảnh tượng khổ đau của muôn loài chúng sanh. Từ đó, sư cô thỉnh thoảng xuống núi, vào làng dạy đạo cho người lớn và thiếu nhi trong làng. Sư cô lại còn cứu giúp những người bệnh tật và nghèo khổ trong xóm. Thiếu nhi tới học đạo với sư cô rất đông. Sư cô dạy cho thiếu nhi nào văn hóa, nào đạo đức, nào tình thương và nào hành động. Có 2 thiếu nhi xin được theo sư cô vào núi để học đạo, một trai, một gái. Em trai là con mồ côi, được sư cô đặt tên là Thiện Tài. Em gái là con một người dân chài. Nó đã được sư cô cứu cho khỏi chết đuối một lần gần bến đục. Sư cô đặt cho nó tên là Long Nữ. Thiện Tài và Long Nữ đều là những đứa thiếu nhi thông minh, nên học đâu hiểu đấy. 3 thầy trò sống trên động Hương Tích rất tương đắc và hạnh phúc. Ngoài việc học chữ, học kinh, thiền tọa và thiền hành, 2 thiếu nhi còn biết trồng rau, trồng khoai và trĩa bắp. Họ còn theo thầy đi hái các thứ dược thảo trong rừng để về làm thuốc chữa bệnh cho dân làng. Tiếng đồn truyền đi từ 2 thôn Dục Khê và Yếm Dĩ tới khắp cả phủ Mỹ Đức
là trên động Hương Tích có một tiên nhân có thể chữa lành cho nhiều người bệnh, kể cả những cơn bệnh thập tử nhất sinh. Thiện Tài và Long Nữ chưa biết sư cô là một bà công chúa nước ngoài. Họ chỉ biết thầy họ là một người có trí tuệ cao vời và tình thương rộng lớn. Sư cô thường nhắc với hai trẻ rằng làm thuốc mà hay là nhờ ở sự hiểu biết và lòng thương yêu. Hai người đệ tử của sư cô đều siêng năng và can đảm. Cả hai đều tu học tinh tiến. Họ trở nên những người phụ tá đắc lực của sư cô. Họ rất thương yêu và cung kính sư cô. Nhưng họ chưa biết rằng sư cô đã đắc đạo, đã thành Bụt, nghĩa là đã trở thành một bậc giác ngộ lớn. Có đêm nhìn vào động trong, họ thấy ánh sáng chói lòa. Thầy của họ ngồi tĩnh tọa trong ấy và ánh sáng phát ra từ trên trán và khắp châu thân. Có những buổi sáng, ngồi nghe sư cô giảng kinh bên bờ suối, hai người nhận thấy chim chóc trên rừng bay đến đậu thật nhiều trên những cành cây kế cận, và cá ở dưới nước cũng đến gần để chăm chú nghe kinh. Cả hai người tâm nguyện sẽ tu hành tinh tiến để đạt tới trình độ của thầy. Một buổi sáng nọ, khi vào động trong để dâng trà nước cho thầy, Long Nữ thấy thầy mình ngồi yên trên thạch bàn, hai mắt lộ vẻ buồn. Long Nữ bạch hỏi, thì sư cô bảo là thân phụ của sư cô đang bị tai nạn, sư cô phải đi cứu chữa. Long Nữ hỏi chừng nào sư cô đi thì sư cô không trả lời. Sư cô chỉ dặn là suốt buổi sáng ngày hôm ấy, hai anh em đừng vào trong động, để yên cho sư cô ngồi nhập định. Trong định, sư cô thấy vua Diệu Trang nằm bệnh trong cung ở nước Hương Lâm, tay chân bại liệt. Sư cô thấy nghiệp xấu mà vua cha đã gây trong quá khứ bây giờ đang trở lại làm hại người. Trước đây, vua đã từng tạo ra nhiều cuộc chiến tranh khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Vua lại còn có bản tính kiêu hãnh và nóng nảy, khiến cho hành động của vua thường thiếu sáng suốt. Hiện giờ trên giường bệnh, vua đau đớn không sao kể xiết. Tất cả các thầy thuốc giỏi trong nước đã chịu bó tay. Vua truyền yết bản khắp nhân gian, hứa rằng ai chữa lành bệnh cho vua thì sẽ được vua truyền cho ngôi báo. Không rời khỏi động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện dùng thần lực quá thân làm một ông thầy thuốc già tới trước cửa cung điện, giật lấy tấm bản đòi vào chữa bệnh cho vua. Quân hầu đưa người thầy thuốc già vào cung chẩn bệnh. Ông thầy thuốc tâu với vua rằng bệnh vua là bệnh nan y, chỉ có thể chữa trị được bằng cách đi xin một cánh tay và một con mắt của một vị tiên nhân tu hành đắc đạo về để luyện thuốc uống. Ai cũng cho đó là điều không thể làm được. Vua nói, ai lại chịu cho người khác cắt tay và móc mắt mình bao giờ? Ông thầy thuốc quỳ tâu, hạ thần có biết một vị tiên nữ đắc đạo trên núi Hương Tích ở nước Đại Việt. Đó là một bậc Bồ Tát có lòng từ bi rất lớn. Nếu bệ hạ cho một phái đoàn sang xin thì chắc chắn là người sẽ ban cho tay và mắt. Rồi ông thầy thuốc vẽ bản đồ, chỉ đường cho phái đoàn sang nước Đại Việt. Riêng ông ở lại trong cung để làm con tin. Các quan nói, nếu phái đoàn đi về mà không xin được mắt và tay của tiên nhân, thì ông thầy thuốc sẽ bị đem ra xử trảm. Phái đoàn nước Hương Lâm tới được làng Dục Khê sau 30 ngày trèo non lặn suối. Thiện Tài và Long Nữ được thầy phái ra bến đục, rước họ lên động. Sư cô móc một con mắt bên trái và chặt một cánh tay trái, trao cho phái đoàn đem về. Với tay và mắt ấy, ông thầy thuốc đã bào chế nên một thứ linh dược chữa được cho vua Diệu Trang lành một bên thân thể,
vua đã có thể cử động được tay trái và chân trái, nhưng tay phải và chân phải của vua vẫn còn giữ nguyên tình trạng cũ. Ông thầy thuốc đề nghị là phải xin nốt con mắt và cánh tay còn lại của tiên nhân. Vua, hoàng hậu và các quan ai nấy cũng thấy điều đó là quá mức, nhưng ông thầy thuốc đã quỳ xuống tâu: người tu hành có tâm địa rộng rãi, không bến bờ, hạ thần tin chắc nếu bệ hạ cho người đến xin, Đức Bồ Tát sẽ vui lòng bố thí. Phái đoàn lại lên đường và xin được mắt phải và tay phải của sư cô Diệu Thiện. Lần này vua được hoàn toàn bình phục. Trong lòng vua cũng như trong lòng hoàng hậu nảy sinh ra một tâm niệm biết ơn và cảm phục. Trung thành với lời hứa, vua truyền lệnh chuẩn bị để làm lễ trao truyền ngôi báo cho vị lương y già. Trong thời gian bệnh hoạn, vua đã có dịp hồi tưởng lại quãng đời quá khứ của mình và thấy được những sai lầm mà vua đã mắc phải. Vua nguyện sám hối và sống cho xứng đáng với tấm lòng quảng đại của bậc tiền nhân Bồ Tát bên nước Đại Việt. Vua thành thực muốn truyền ngôi báo cho ân nhân mình là ông thầy thuốc, nhưng vị lương y này không nhận. Ông thầy thuốc từ biệt ra đi mà không nhận bất cứ một sự đền ơn nào của vua. Vua rất lấy làm cảm phục. Vua truyền lệnh sắm sửa xe loan để vua và hoàng hậu thân hành sang nước Đại Việt bái kiến và cảm tạ tiên nhân. Vua, hoàng hậu và đoàn hộ giá vừa ra khỏi biên giới thì có âm mưu đảo chính tại nước Hưng Lâm. Các phò mã của vua Diệu Trang là những người chủ chốt cuộc âm mưu. Họ dùng quân đội lật đổ chính quyền và chiếm đoạt ngôi báo. Phò mã thứ nhất, chồng của công chúa Diệu Thanh lên làm vua. Phò mã thứ hai, chồng của công chúa Diệu Âm lên làm tể tướng. Họ đem giam vào ngục tối tất cả mọi thành phần chống đối, trong đó có cả công chúa Diệu Thanh, công chúa Diệu Âm và các quan đại thần nhiếp chính. Tại động Hương Tích, sư cô Diệu Thiện thấy được tất cả những điều ấy. Sư cô thấy trong ngục tối, hai chị của sư cô trở nên tỉnh thức và bắt đầu ăn chay, ngồi thiền và niệm Phật. Lập tức sư cô cùng hai vị đệ tử tọa thiền nhập định và hóa thân đi về nước Hương Lâm để giải cứu đất nước. Ba thầy trò hóa thân thành ba người học trò. Chỉ trong vòng năm hôm, họ điều động được dân chúng và quân đội chiếm lại chính quyền, giải phóng tất cả những người bị giam cầm và đưa quyền bính lại cho quan đại thần Diếp Chính. Công việc xong xuôi, họ đưa hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lên đường đuổi theo phái đoàn hành hương của vua và hoàng hậu. 10 hôm sau, hai công chúa theo kịp và thắt tùng vào phái đoàn. Ba người học trò sau khi hộ tống hai công chúa theo kịp phái đoàn hoàng gia đã giả từ để trở về kinh đô nước Hưng Lâm. Trên con đường về núi Hương Tích, hai công chúa kể lại mọi tình tiết về cuộc đảo chính cho vua và hoàng hậu nghe. Vua và hoàng hậu tuy rất buồn vì lòng người phản cách, nhưng vẫn cương quyết một lòng tiếp tục cuộc hành hương sang Đại Việt. Ở núi Hương Tích, Thiện Tài và Long Nữ chuẩn bị đón tiếp phái đoàn hoàng gia. Hai người đệ tử của sư cô bây giờ đã biết rõ tung tích sư cô. Họ rất sung sướng được làm những người đệ tử thân cận nhất của sư cô, mà họ biết là một vị Bồ Tát lớn. Thầy của họ đã thành một Quán Âm nên có cả ngàn con mắt và ngàn cánh tay. Nhận thức và hành động của sư cô thật là quảng đại, không thể đo lường. Bố thí hai cánh tay và hai con mắt mà pháp thân của sư cô vẫn không hề suy suyển. Hóa thân của sư cô còn là vô số vô biên. Sáng hôm đó, biết là phái đoàn hoàng gia nước Hưng Lâm sẽ tới, nên hai anh em Thiện Tài và Long Nữ đã đợi sẵn ở bến đục với một chiếc thuyền rộng. Hai người giả dạng làm người đưa thuyền. Họ rước vua, hoàng hậu và hai công chúa lên thuyền. Đoàn tùy tùng phải ở lại bến để đợi lệnh. Thuyền lướt nhẹ trên dòng sông im lặng.
mọi người lặng yên ngắm trời, ngắm mây, ngắm núi, ngắm nước. Cảnh tượng Hương Sơn thật là thanh tú và màu nhiệm. Tới bến, mọi người bắt đầu leo trèo để lên động Hương Thích. Lên tới động, Thiện Tài mời vua, hoàng hậu và hai công chúa ngồi nghỉ trên những tấm thạch bàn ở trước cửa động, trong khi Long Nữ đi nấu nước hồng mai làm trà thích đãi. Trên núi Hương Thích có rất nhiều gốc mai già cằn cỗi. Ba thầy trò đã đốn những gốc mai ấy và chẻ ra để làm trà uống rất thơm. Họ gọi đó là thiền trà. Gỗ mai màu hồng nên trà cũng màu hồng. Sau khi mọi người đã nghỉ ngơi chỗ uống trà, Long Nữ đứng dậy chỉ đường cho vua, hoàng hậu và hai công chúa vào động. Sư em Long Nữ đã được lệnh Phật Bà đứng hầu ngoài cửa động với sư anh Thiện Tài. Vua, hoàng hậu và hai công chúa từ từ tiến vào trong động. Cảnh tượng trang nghiêm và lặng lẽ. Tuy họ đi rất nhẹ mà bước chân họ vẫn có âm vang vào trong lòng động sâu thẳm. Muôn ngàn thạch nhũ rủ xuống như những chiếc màn từ trần động buông xuống đủ màu. Ánh sáng yếu dần, mọi người dừng lại trước một cái rèm thạch nhũ ngăn cách động trong và động ngoài. Đứng phía trước rèm, vua Diệu Trang kính cẩn lên tiếng chào vị thiên nhân đã từng cứu mạng cho mình. Chúng tôi là phái đoàn hoàng gia nước Hương Lâm, kính xin ra mắt thiên nhân. Những âm thanh vang vào vách động và vọng lại tai bốn người. Sau đó là im lặng, không có tiếng trả lời của Bồ Tát. Vua nhìn hoàng hậu bảo nhẹ: "Trẫm là đàn ông, không tiện đi vào sau rèm. Hoàng hậu thử đi vào phía trong xem tiên nữ có mặt trong ấy hay không." Hoàng hậu tuân lệnh vua, một mình rón rén bước vào phía bên kia bức màn thạch nhũ. Động trong êm mát và thâm nghiêm, nhưng lại tối hơn động ngoài. Định thần nhìn kỹ, hoàng hậu thấy đứng trên bệ đá một người con gái, tóc buông dài phía sau lưng, hai mắt bị khoét, hai cánh tay bị chặt cụt, máu đang chảy từng giọt xuống nền thạch động. Bồ Tát Diệu Thiện đã quá thân trở lại làm chú ba hồi còn 19 tuổi để cho hoàng hậu có thể nhận ra đó là con gái út của mình. Nhận được ra tiên nữ vốn là chú ba, hoàng hậu xúc động kêu lên một tiếng và ngã ra bất tỉnh. Nghe tiếng kêu, hai công chúa Diệu Thanh và Diệu Âm lật đật chạy vào. Thấy hoàng hậu ngã lăn bất tỉnh, họ vội vàng chạy đến đỡ hoàng hậu dậy. Vua Diệu Trang cũng vội vã chạy vào. Hoàng hậu đã tỉnh, bà khóc lóc trong tay hai người con gái lớn. Nhận ra chú ba trong tình trạng không mắt không tay, vua cũng xúc động ôm mặt khóc. Vua đâu có ngờ là con gái út của mình vẫn còn sống sót, đã thoát được ra nước ngoài để tu hành cho đến thành Bụt thành tiên. Chú ba từ trên bệ đá cũng đã bước xuống. Chú mời mọi người ngồi trên những cái bệ đá. Rồi chú kể cho cha, mẹ và hai chị nghe về cuộc đời tu học của mình. Vua rất lấy làm ân hận. Vua nói: "Cha đã lầm đường lạc nẻo. May nhờ có con tu hành đắc đạo, nên không những đã cứu được mạng cha, mà còn cứu được cả quê hương. Con ơi, vì lỗi lầm của cha mà nay con đã trở thành không mắt và không tay. Cha biết làm sao để cho con khôi phục lại hình hài như cũ." Nói xong, vua úp mặt trong tay mà khóc. Chú ba thưa: "Nếu phụ chương và mẫu hậu phát đại nguyện từ nay bỏ dữ làm lành, tinh tiến tu học để đoạn trừ phiền não và cứu độ chúng sanh, thì chắc là con sẽ khôi phục lại được hình hài như thuở trước." Nghe con nói như vậy, vua và hoàng hậu cùng quỳ xuống chắp tay và cúi đầu phát lời thề trọng đại. Vua trang trọng hứa: "Lạy chư Bụt trong mười phương, chúng con xin nguyện từ đây sẽ nỗ lực tu học để diệt lần tham lam, sân hận và si mê, và xin cố gắng hết sức
để bảo vệ sự sống cho mọi người và mọi loài. Khi vua và hoàng hậu ngẩng lên, thì phép màu đã hiển hiện. Công chúa Diệu Thiện đã khôi phục được hai mắt và hai tay, hoàn toàn lành lặn như 10 năm về trước. Cả bốn người mừng rỡ tới ôm lấy công chúa khóc. Sau đó công chúa trở về lại với hình thức sư cô và an tọa uy nghiêm trên bệ đá với tư cách một vị đại Bồ Tát đã chứng ngộ đạo màu. Vua, hoàng hậu và hai công chúa lớn thấy sự mầu nhiệm này, vội đứng lên cung kính chắp tay kính lễ Bồ Tát và xin nguyện ở lại học đạo với Bồ Tát Quan Âm Diệu Thiện trọn một năm trời trước khi lên đường trở về quê cũ. Tiếng đồn tại núi Hương Tích có người tu hành đắc đạo cứu độ được cho vô lượng vô số chúng sanh đã lan rộng từ tỉnh Hà Đông đến các tỉnh kế cận và lên tới kinh đô. Khắp nơi dân chúng bắt đầu kính thành niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Âm Hương Tích. Vua Lý Thái Tông nghe tin liền tổ chức một cuộc hành hương về viếng Đức Quan Âm tại Hương Sen. Vua chính là Thái tử Lý Phật Mã của 10 năm về trước, người đã đưa lối chỉ đường cho sư cô Diệu Thiện về tu tại Hương Sơn. Vua đem theo rất nhiều bông sen trắng để cúng dường. Đó là vào mùa hè năm Đinh Tỵ. Nghe đồn vua đã được gặp mặt Bồ Tát Quan Âm Hương Tích để chiêm bái và nghe Bồ Tát thuyết pháp. Vua rất khâm phục đức độ, trí tuệ và hành động của Bồ Tát. Về triều, vua ban chỉ bố cáo với thần dân khắp xứ Đại Việt là một đức Bồ Tát Quan Âm đã tu hành đắc đạo ở nước Đại Việt. Danh hiệu của bà tại đây là Đức Quan Âm Hương Tích. Sau này dân địa phương đã lập chùa trên núi Hương Tích và gọi chùa này là chùa Hương.